Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, hai ứng viên tổng thống Mỹ là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang nỗ lực không ngừng để giành được lá phiếu tại các bang chiến địa. Đây được xem là mùa bầu cử kịch tính nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ, với kết quả được dự báo sẽ rất xích sao giữa hai ứng cử viên. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay chứng kiến số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng cao, với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm đang phá vỡ kỷ lục ở các tiểu bang giao động như Georgia và Bắc Carolina. Việc bỏ phiếu sớm không có nhiều tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng, nhưng là cơ sở để các ứng viên có thể theo dõi những người đã bỏ phiếu. Từ đó, các ứng cử viên có thể tập trung vào vận động nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định. Điều này giúp cả hai nâng cao tiềm năng chiến thắng trong một cuộc đua xít sao mà kết quả cuối cùng có thể được định đoạt chỉ với vài lá phiếu. Trong khi đó, tại bang Pennsylvania, cuộc khảo sát ở Emerson College Polling RCPA được tiến hành từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 trong số 860 cử tri có khả năng bỏ phiếu ở tiểu bang giao động cho thấy ông Trump có 49% sự ủng hộ của cử tri so với 48% của bà Harris, trong khi 3% vẫn chưa quyết định, sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3,3 điểm phần trăm. Pennsylvania là một trong 7 tiểu bang chiến trường sẽ ảnh hưởng lớn đến việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo và cả hai ứng cử viên đều đã xuất hiện nhiều lần ở đó trong những tuần gần đây nhằm mục đích giành được 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang này. Và con đường rõ ràng nhất để bà Harris giành chiến thắng vào tháng tới là sẽ giành chiến thắng ở ba tiểu bang chiến trường, bức tường xanh là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Trừ khi có bất kỳ kết quả gây sốc nào ở nơi khác, trong khi đó kết quả thăm dò dư luận tại các bang dao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định, cựu Tổng thống đang nắm giữ những chìa khóa vàng có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa. Dù vậy, cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy, Phó Tổng thống Harris với tỷ lệ ủng hộ 46% đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump với 43% trên toàn quốc. Ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến rất gần, cả hai ứng cử viên đều đang tăng cường nỗ lực để thu hút về phe mình, số ít cử tri còn do dự, nhằm giúp xoay chuyển tình thế trong một cuộc đua mà tranh lệch chiến thắng rất xích sao, khi mà ngay cả một tỷ lệ phiếu bầu nhỏ cũng có thể mang tính quyết định. Theo kết quả khảo sát mới nhất của CNBC Generation Lab, đối với các cử tri Mỹ 18 đến 34 tuổi, có tới 60% cử tri muốn bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris, trong khi chỉ 40% muốn bầu cựu Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng năm nay. Cuộc thăm dò lấy mẫu trả lời từ 1.021 cử tri và có biên độ sai số là 3,1%. Theo giáo sư về chính phủ tại Đại học Columbia, Mỹ, kết quả này cho thấy Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri trẻ tuổi ngoài ra theo khảo sát của Harvard Yurtbol, bà Harris cũng đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 64% so với 32% trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi. Chiến dịch của bà Harris vẫn tin rằng còn thời gian để thu hút cử tri trẻ, đặc biệt là nam giới và người Latino trẻ tuổi. Hôm 22 tháng 10, theo giờ địa phương, chiến dịch cũng nhấn mạnh các chính sách kinh tế được cho là mang lại lợi ích cho nam giới Latino. Đồng thời, bà Harris và thống đốc Minnesota Tim Wan cũng tích cực tham gia phỏng vấn trên truyền thông tiếng Tây Ban Nha, nối tiếp chiến dịch Home Press con Harris khởi động tại Arizona. Một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ chia sẻ chung quan điểm rằng những phát hiện cho thấy sự nhiệt tình ngày càng tăng đối với Harris trong số các cử tri trẻ. Ông cho hay, khi khảo sát các nhóm cử tri thuộc thế hệ Z trong năm nay, chúng tôi thấy có sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của họ đối với cuộc bầu cử này. Vị chiến lược gia nói thêm rằng, trước khi tổng thống Biden tuyên bố không tái tranh cử, phần lớn cử tri trẻ tuổi đã vỡ mộng. Họ cảm thấy không ai trong cuộc đua vào nhà trắng đại diện cho tương lai mà họ muốn thấy. Tuy nhiên, bà Harris đã khai thác được tâm lý này và mang đến điều mà nhiều người cho là cơ hội để khôi phục những thành tựu trong quá khứ. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy, phần lớn cử tri trẻ tuổi vẫn tỏ ra thờ ơ hoặc thất vọng với cả ông Trump và bà Harris. Khi được hỏi họ cảm thấy thế nào về các ứng viên tổng thống năm nay, 41% cử tri có thái độ trung dung, khoảng 38% cảm thấy thất vọng và chỉ 20% tỏ ra phân khích. Những cử tri được khảo sát còn được hỏi về việc chọn ra 3 trong số 18 yếu tố được họ xem là quan trọng nhất khi cân nhắc việc bỏ phiếu. Có tới 53% cử tri chọn việc làm và kinh tế, khiến nó trở thành yếu tố hàng đầu chi phối tâm lý cử tri trẻ trong cuộc bầu cử lần này. Lo ngại về tình hình kinh tế đang đè nặng lên vai các cử tri trẻ tuổi, những người cảm thấy hệ thống lãnh đạo hiện tại về cơ bản đã đổ vỡ và không còn phù hợp với người Mỹ bình dân. Các yếu tố quan trọng kế tiếp lần lượt là thuế 39%, niềm tin vào chính phủ 33%, vấn đề người nhập cư 27% và môi trường 26%. Ngoài ra, những người được khảo sát còn được hỏi về việc chọn ra ba trong số các phương tiện giúp họ nắm bắt được thông tin về cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phần lớn cử tri chiếm tỷ lệ 45% thu thập thông tin từ các trang web tin tức trên mạng, trong khi 39% theo dõi tin tức trên truyền hình và 31% biết về cuộc bầu cử từ các cuộc nói chuyện với bạn bè. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội cũng là những lựa chọn phổ biến với 36% cử tri tiếp nhận thông tin từ TikTok, 28% từ Instagram, 20% từ Twitter X và 16% từ Facebook. Khác với cuộc bầu cử cách đây 4 năm, ông Trump đã bắt đầu thúc đẩy cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu sớm nhằm làm giảm lợi thế của Đảng Dân Chủ trong hình thức bầu cử này. Theo kết quả thăm dò của Real Politics, nếu xu hướng bỏ phiếu sớm không có gì thay đổi, ông Trump sẽ dẫn trước bà Harris ở nhiều bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Bắc Carolina. Giới quan sát nhận định xu hướng bỏ phiếu sớm thể hiện rõ rằng Đảng Cộng Hòa đã chú ý hơn đến vấn đề này so với 4 năm trước. Vào năm 2020, có khoảng 60% cử tri dân chủ đã bỏ phiếu qua thư, trong khi con số của Đảng Cộng hòa chỉ là 32%. Tỷ lệ chiến thắng của ông Trump hiện nay là khoảng 51% và của bà Harris là khoảng 49%. Có ít hơn 1% khả năng không có người nào giành đủ số phiếu đại cử tri tối thiểu để thắng cử. Các cuộc thăm dò toàn quốc cũng đang cho thấy cuộc đua đang ngày càng căng thẳng với nhiều cuộc thăm dò liên tục nằm trong phạm vi sai số 3% truyền thống trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Phó tổng thống Harris vẫn nắm giữ lợi thế nhất quán trên toàn quốc, bao gồm cả cuộc thăm dò do tổ chức khảo sát chính xác nhất nước Mỹ thực hiện trong các cuộc bầu cử gần đây, đó là TIPP. Theo khảo sát mới nhất của TIPP được công bố vào hôm 23 tháng 10, bà Harris đang giành được một điểm trước ông Trump trên toàn quốc. TIPP là một trong hai tổ chức thăm dò ý kiến lớn dự đoán chính xác kết quả của các cuộc bầu cử trong cả năm 2016 và 2020. Tuy nhiên, nếu nhìn lại các cuộc bầu cử trước, Đảng Dân Chủ có lý do để lo lắng về mức độ xít sao của cuộc đua hiện nay. Kỷ lục về số lượng phiếu bầu sớm đã bị phá vỡ ở nhiều tiểu bang chiến trường. Chẳng hạn hơn 1,9 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm ở Georgia, nơi ông Donald Trump chỉ thua ứng viên Đảng Dân Chủ là Joe Biden với chưa đầy 12.000 phiếu cách đây 4 năm. Còn bang Bắc Carolina cũng lập kỷ lục mới về số phiếu bầu sớm là 1,7 triệu phiếu, dù chịu ảnh hưởng của cơn bão Helene vào tháng trước. Và điều đáng nói là Đảng Cộng hòa dường như đang được hưởng lợi nhờ việc ông Trump kịp thời thay đổi quan điểm, không còn phản đối việc bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang trở thành một cuộc đối đầu mang tính sinh tử với những quan điểm đối lập sâu sắc giữa hai phe, làm cho tương lai nước Mỹ trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Kết quả thăm dò mới nhất do tờ The Wall Street Journal công bố ngày 23 tháng 10 cho thấy mức độ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã vượt lên mức độ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Theo The Wall Street Journal, quan điểm tiêu cực về bà Harris đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 45% người được hỏi có quan điểm tích cực về nữ Phó Tổng thống, trong khi tới 53% cho biết họ không thích bà. Ngược lại, quan điểm về ông Trump trở nên tươi sáng hơn đôi chút, với 48% người được hỏi cho biết có hảo cảm về ông so với 50% có quan điểm ngược lại. Vào cuối tháng 8, 53% người được hỏi nói rằng họ không thích ông Trump, 45% cho biết có quan điểm tích cực về ông. Trước tình hình đó, ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Tim Quan đã chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về sự điên rồ sau một bài báo đăng tải trên The Atlantic. Bài báo cho biết ông Trump từng so sánh mong muốn có được những tướng lĩnh trung thành như Hitler có các lãnh đạo Đảng dân chủ cảnh báo rằng nếu ông Trump tái đắc cử, nước Mỹ sẽ đối mặt với những nguy cơ lớn hơn. Ông Tim Kwan, tại một buổi vận động ở Wisconsin nhấn mạnh, là một cựu binh với 24 năm phục vụ trong quân đội, tôi không đồng tình với quan điểm đó và các bạn cũng nên cảm thấy như vậy. Ông cũng cảnh báo rằng nếu ông Trump nắm lại quyền lực, ông có thể tiếp tục phá hoại các nguyên tắc dân chủ, đặc biệt sau những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Mặc dù chiến dịch của ông Trump phủ nhận cáo buộc phát biểu liên quan đến chủ fascism Hitler nhưng những cuộc tranh luận vẫn trở nên ngày càng căng thẳng khi các lãnh đạo Đảng Dân chủ tiếp tục đưa ra cảnh báo về tương lai của nước Mỹ nếu ông Trump đắc cử. Cựu tổng thống Barack Obama cảnh báo về việc ông Trump có thể phá hủy đạo luật chăm sóc sức khỏe và tái diễn sự hỗn loạn của đại dịch Covid-19, thậm chí đẩy nước Mỹ vào sự chia rẽ sâu sắc. Phó tổng thống Kamala Harris cũng lên tiếng nhấn mạnh rằng người dân Mỹ cần có sự lựa chọn rõ ràng về tương lai đất nước. Bà Harris cam kết sẽ giải quyết các vấn đề chi phí sinh hoạt và nhà ở đồng thời kêu gọi người dân bỏ qua những chính sách chia rẽ và thù hận để đưa đất nước tiến về phía trước